Xin chào quý khách hàng, hôm nay CEVATEC xin hướng dẫn cách lắp giấy tem và ri băng mật của máy in mã vạch Zebra GT800 để làm máy. Việc đầu tiên chúng ta lắp cuộn giấy tem vào. Đây là cuộn giấy tem. Chúng ta mở nắm máy lên bằng cách đẩy nhẹ khớp này về phía trước. Chúng ta mở máy lên. Đây là khay đựng giấy. Chúng ta kéo giãn để cuộn giấy tem vào và để mặt giấy ở dưới khớp canh lề. Đây, quý vị có thể xem kỹ. Và đây là hai lỗ nhựa kèm theo máy để chúng ta lắp cuộn ri băng mật vào. Việc đầu tiên chúng ta lắp vào một loại ri băng không. Chúng ta lắp vào trên. Chúng ta đẩy về phía bên hông này, nó lại sau. Và tương tự cho cuộn ri băng có mật. Chúng ta dùng một miếng tem để canh để cố định mặt ri băng và cái dán ở trên mặt của cái cục của loại không. Đây, ở trên này thì có cái bánh xe dùng rồi, chúng ta cuốn lại, dùng tay vuốt nhẹ giúp cho hỗ trợ cho cái mặt ri băng thành hơn. Chúng ta đắp để lắp lại. Cảm ơn quý khách hàng đã xem video clip.